Chào tất cả anh em. Ở cái video trước tôi đã gửi đến cho anh em một cái mẫu sản phẩm về kính nhìn xuyên lá bài được nhập khẩu từ Mỹ rồi. Thế nhưng ngày hôm nay tôi lại giới thiệu đến cho anh em một cái mẫu kính nữa cũng nhập khẩu từ Mỹ. Nhưng đây là một cái phiên bản thay đổi anh em nhá. Nó thay đổi ở cái mẫu mã, anh em có thể nhìn thấy đây. Về cái mẫu mã của nó sẽ nhỏ gọn hơn để khi anh em đi chơi anh em có thể là cầm theo được cả cái hộp này đi anh em nhé. Thì về bên trong của nó tất cả cũng đều nhỏ gọn hơn, thiết kế của nó này để giảm bớt được những cái dụng cụ đi để cho anh em là cầm theo đỡ phải cồng kềnh anh em nhé. Đây thì đầu tiên của nó đây là hai cái lọ đựng mắt kính này, cái lọ này là cái lọ đựng nước này, kìm đây lại là một cái kìm gắp kính này. Thì về cái giá tiền của nó thì vẫn không thay đổi anh em nhé, vẫn giống như cái mẫu kính Mỹ cũ, chất lượng của nó cũng không thay đổi anh em nhé, chất lượng nó chỉ khác với cái mẫu mã thôi. Anh em chú ý anh em lựa chọn cái sản phẩm nào phù hợp với mình. Còn bây giờ tôi xin được test thử một vài cái lá bài để cho anh em thấy được về cái chất lượng của cái mắt kính này, nó sẽ không thay đổi anh em nhé. Đây tôi sẽ test thử một vài lá bài. Tôi sẽ đeo cái mắt kính này vào cái camera. Thì tôi cái điều này tôi đã nói rất nhiều ở rất nhiều cái video rồi anh em. Khi mà tôi đeo vào cái camera thì nó sẽ không được nét như khi anh em đeo vào mắt nhá. Thế nhưng ngay bây giờ đây anh em vẫn có thể thấy được cái độ nét của nó. Bây giờ tôi đã đeo vào rồi đây. Đây tôi đeo vào rồi. Bây giờ tôi sẽ test thử vài cái lá bài. Đây là con 6 cơ anh em nhé. Con 6 cơ. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đây là con 6 cơ. Bây giờ trời nó hay về chiều rồi, hơi tối một chút, tôi sẽ bật điện lên cho anh em thấy được. Tôi đã bật điện lên rồi để anh em có thể nhìn rõ hơn anh em nhé. Đây thì tôi xin được đeo lại cái mắt kính này, vừa rồi nó có bị hơi bong một chút khi mà anh em đeo vào cái camera của điện thoại, nó hơi vất vả một chút, anh em thông cảm cho tôi, hơi tốn thời gian của anh em. Thế nhưng anh em nên xem hết cái video này để anh em thấy được cái mắt kính này vì sao anh em nên mua nó anh em nhé. Đây là con gì anh em nhé, đây chi tiết anh em nhé. Đây tôi quay video này để tôi chuyển sang đây anh em nhé. Cái mắt kính này hơi bong ra một chút rồi, tôi xin được đeo lại anh em nhé. Đây anh em, đây tôi rút ngẫu nhiên, đây là con át anh em nhé, con át này, con át bích. Thì cái mắt kính này nó cũng vẫn vừa, anh em có thể nhìn thấy được chất và anh em có thể nhìn được số anh em nhé. Đây anh em rất là nét K này, K anh em nhé, K này, K tép này, con 7 này, 7 bích này anh em nhé. Anh tôi có thể quay 360 độ này, các tư thế này vẫn có thể nhìn thấy này, át dù này. Di cơ này, anh em thấy chưa? Thi thoảng nó bị bong ra một chút nhưng mà anh em vẫn có thể nhìn thấy được cái độ nét của nó này. Khi anh em đeo vào mắt nữa thì nó là tuyệt đối rồi, nét 100%, anh em như anh em nhìn mắt thường thôi. Đến bây giờ nó đã in đắn vào rồi thì anh em có thể thấy đây, còn 7 rô quá là nét rồi, đến giờ này không điều gì được bàn cãi nữa. 5 tép anh em thấy chưa, đây
Đây còn quy cơ này anh em nhá, quy cơ khi tôi nhìn trực tiếp vào đây nó là nét 100% rồi, nét như Sony anh em nhá. Đây 5 này, 5 bích này đấy. Thì vừa rồi tôi đã test cho anh em được thấy cái chất lượng của cái mắt kính này, về cái độ nét của nó này. Anh em có thể thấy được cái độ nét của nó không thay đổi, không khác gì những cái mẫu kính Mỹ kia anh em nhá. Thì anh em nào mà ưa mẫu mã, anh em có thể là mua cái mẫu kính Mỹ cũ kia. Anh em nào mà ưa thích nhỏ gọn thì anh em sử dụng cái mẫu kính này. Thì tất cả cái giá tiền của nó đều giống nhau thôi, anh em lựa chọn cái sản phẩm phù hợp cho anh em. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em rồi, anh em nào đặt hàng thì anh em gọi đến hotline 0948 03 7979. Anh em nào ở miền Bắc anh em gọi đến bến xe Mỹ Đình. Anh em ở miền Nam thì anh em vào bến xe miền Đông. Anh em nào ở xa không đến được, tôi sẽ ship đến tận nơi cho anh em, ship vào tận giường cho anh em nhé, anh em khỏi phải đi cho đỡ nóng. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Tạm biệt anh em ở những cái video sau.